của con Chúa đấng cứu độ. Nay chúng con lấy hết tình con thảo đã sinh mẹ chuyên cầu cho thế giới ơn bình an, cho hội thánh nhịp thành loan báo tin mừng, cho gia đình ơn chung tình và những người khổ đau đường vui an. Lạy mẹ xin phúc của Thiên Chúa xin chuyên cầu cho chúng con ân sủng lòng sung cảm sự hiền lành và khiêm nhường, để chúng con hăng say làm chứng đấng tin hân hoan thần thi đấng ái kiêng vững trong niềm hy vọng, để đường sống trong tình yêu cứu độ của con mẹ bây giờ và cho đến muôn đời. Thiên Chúa xin chuyên cầu cho chúng con ân sủng lòng sung cảm sự hiền lành và khiêm nhường, để chúng con hăng say làm chứng đấng tin hân hoan thần thi đấng ái kiêng vững trong niềm hy vọng, để đường sống trong tình yêu cứu độ của con mẹ bây giờ và cho đến